Chúng ta đi vào chương 4 lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn CAVM. Nội dung của chương bao gồm lợi nhuận và rủi ro của một chứng khoán, lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư, vấn đề đa dạng hóa danh mục đầu tư và mô hình định giá tài sản vốn CAVM. Trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu lợi nhuận là gì. Lợi nhuận đầu tư là thu nhập hay số tiền kiếm được từ một khoản đầu tư. Thì ở đây lợi nhuận đầu tư của chúng ta có được từ hai nguồn, một là về cổ tức và hai là lợi vốn do chứng khoán tăng giá, hay chúng ta còn gọi đơn giản là phần chênh lệch giá. Rủi ro là sự sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng. Thì ở đây khi mà chúng ta đầu tư vào, giả sử như chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu nào đó và chúng ta tìm hiểu là trong những năm trước thì công ty trả cổ tức cho chúng ta tầm khoảng là 5.000 đồng một cổ phiếu. Vậy thì ở đây khi mà đầu tư vào cái cổ phiếu này thì chúng ta hy vọng và kỳ vọng là sẽ nhận được một cái khoản lợi nhuận từ cổ tức là 5.000 đồng cho cổ phiếu của mình. Tuy nhiên đó chỉ là số tiền cổ tức mà chúng ta mong đợi, hay là lợi nhuận mong đợi, lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta mà thôi. Trên thực tế là lợi nhuận của công ty này có thể trả bằng 5.000, hoặc lớn hơn hoặc là nhỏ hơn 5.000 đồng. Và khi mà cái số tiền lợi nhuận từ cổ tức thực tế của chúng ta càng khác biệt so với 5.000 đồng bao nhiêu thì rủi ro của chúng ta sẽ càng lớn bấy nhiêu. Vậy thì ở đây rủi ro, nhắc lại một lần nữa, nó chính là sự khác biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng. Vấn đề thứ hai đó là tỷ suất lợi nhuận thực tế, nó chính là tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận và giá trị của khoản đầu tư bỏ ra. Vậy thì theo cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ xác định ra được tỷ suất lợi nhuận thực tế bằng công thức là R bằng DT cộng với BT trừ 1 chia cho BT trừ 1. Sở dĩ chúng ta có được công thức này đó là chúng ta lấy lợi nhuận mà chúng ta nhận được, lợi nhuận thực tế mà chúng ta nhận được, chia cho cái khoản đầu tư mà chúng ta đã bỏ ra. Thì ở đây thời điểm mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu nào đó, một chứng khoán nào đó, đó là thời điểm 5T trừ 1. Và thời điểm chúng ta đang xét cái tỷ suất lợi nhuận thực tế đó là 5T. Thì ở đây lợi nhuận đầu tư chúng ta có được từ hai nguồn, đó là từ cổ tức và từ phần lợi vốn hay là chênh lệch giá. Thì phần lợi vốn, phần cổ tức của chúng ta chính là cái DT vào năm thứ T mà chúng ta sẽ hưởng được. Vào năm thứ T thì chúng ta, nếu như chúng ta bán cái cổ phiếu này thì chúng ta sẽ bán được với cái giá là BT, và cái số vốn mà chúng ta bỏ ra ở năm thứ T trừ 1 đó là BT. Vậy thì cái phần chênh lệch giá của chúng ta hay là phần lợi vốn sẽ là BT trừ cho BT trừ 1. Và vì vậy cho nên hai khoản này cộng lại với nhau sẽ là phần lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư. Và nhà đầu tư đã bỏ ra cái số vốn lúc ban đầu, tức là vào năm T trừ 1 là BT trừ 1. Cho nên là chúng ta sẽ có tỷ suất lợi nhuận R bằng công thức ở trên đây. Ví dụ như bạn bỏ ra 100 đô để mua một cổ phiếu được hưởng cổ tức là 7 đô một năm, và sau một năm thì giá thị trường của cổ phiếu đó là 106 đô. Vậy thì ở đây chúng ta có là cái số tiền lợi nhuận từ cổ tức của chúng ta là 7 đô, tức là DT. Và cái số tiền mà chúng ta đã bỏ ra để đầu tư vào năm T trừ 1 đó là 100 đô. Và vào năm thứ T thì chúng ta bán được với giá là 106 đô. Vậy thì cái phần lợi vốn của chúng ta là 6 đô. Và 6 đô đó sẽ được cộng với lại cái DT cổ tức của mình là 7 đô, tức là lợi nhuận của chúng ta tổng cộng là 13 đô. Và số tiền vốn chúng ta bỏ ra là 100 đô. Vì vậy cho nên chúng ta xác định ra được tỷ suất lợi nhuận thực tế của chúng ta là 13% một năm. Sau khi đã tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản về lợi nhuận và rủi ro thì chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là lợi nhuận và rủi ro của một chứng khoán riêng lẻ. Thì đối với lợi nhuận và rủi ro của một chứng khoán riêng lẻ, chúng ta sẽ xác định hai vấn đề. Một là tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của chứng khoán đó, và thứ hai đó là cái rủi ro của chứng khoán đó. Thì đối với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, chúng ta sẽ tính cái tỷ suất lợi nhuận trung bình giữa những cái trường hợp mang lại cái tỷ suất lợi nhuận, tùy theo cái xác suất của những cái tỷ suất lợi nhuận K1, K2, K3 thì tương ứng chúng ta sẽ có những cái xác suất là B1, B2, B3.
Vì vậy cho nên chúng ta sẽ có được cái tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là K expect bằng B1 nhân K1 cộng B2 nhân K2 cộng B3 nhân K3 vân vân. Và ở đây xác suất của các tỷ suất lợi nhuận K1, K2, K3 cộng lại với nhau sẽ phải là 100%. Vấn đề thứ hai đó là về rủi ro của chứng khoán riêng lẻ. Thì để xác định ra cái rủi ro của chứng khoán riêng lẻ, lúc nãy chúng ta đã định nghĩa rủi ro là sự khác biệt giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng. Và để đo lường cái sự khác biệt giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng thì chúng ta sẽ sử dụng cái tham số độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là phương tiện để đo lường độ phân tán hay là sự khác biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng của mình. Vậy thì ở đây sigma độ lệch chuẩn của chúng ta sẽ được tính bằng công thức như trên. Vậy thì khi mà chúng ta tính ra được hai chứng khoán có những cái giá trị sigma khác nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn chứng khoán nào mà có cái sigma nhỏ hơn vì rủi ro của nó là ít hơn. Ví dụ như bạn sẽ có hai cổ phiếu A và B và bạn sẽ phải chọn lựa một trong hai cổ phiếu này để đầu tư. Vậy thì ở đây xác suất tương ứng với từng tỷ suất sinh lời của cổ phiếu A và cổ phiếu B lần lượt như thế này. Vậy thì để chúng ta xác định ra được cái expect của A và cái expect của B thì chúng ta sẽ lập cái bảng như trên đây. Đây là bảng giá trị dành cho cổ phiếu A, cột 1, cột 2 là những cái giá trị mà đề bài đã cung cấp. Và để tính ra được cái expect của A thì chúng ta sẽ nhân cột 1 với cột 2 để ra cột thứ 3 và cộng toàn bộ cột thứ 3 với nhau thì chúng ta sẽ có được giá trị là 31,5%. Và con số 31,5% này chính là cái expect của A. Và để xác định ra được độ lệch chuẩn của A thì chúng ta sẽ tính tiếp tục bằng cách lấy giá trị của KA ở cột số 2 trừ đi cho cái expect của A là 31,5%. Lần lượt chúng ta sẽ có được những giá trị ở cột số 4. Bình phương của cột số 4 là cột số 5. Và sau đó là chúng ta sẽ lấy cột số 5 nhân với cột số 1 để chúng ta ra cột cuối cùng này. Tổng của cột cuối cùng này là 0,1535, tức là phương sai của chúng ta. Và vì vậy chúng ta sẽ xác định ra được độ lệch chuẩn là 39,18%. Tương tự chúng ta sẽ tính ra được cái expect của B là 29,5% và độ lệch chuẩn của B là 33,12%. Vậy thì ở đây đề bài đang hỏi chúng ta là chúng ta sẽ đưa ra quyết định đầu tư vào A hay là vào B. Thì vấn đề ở đây của chúng ta đó là đối với cổ phiếu A thì lợi nhuận của nó cao hơn so với lợi nhuận của B, nhưng rủi ro của nó cũng cao hơn rủi ro của chứng khoán B. Vì vậy cho nên là gây ra một sự khó xử đối với nhà đầu tư. Chúng ta không thể dựa vào cái mức độ gánh chịu rủi ro của từng nhà đầu tư mà chúng ta đưa ra cái quyết định mang tính chủ quan, mà chúng ta phải dựa vào một cái số liệu cụ thể và đưa ra quyết định một cách chính xác. Vậy thì để đưa ra quyết định một cách chính xác thì chúng ta sẽ phải dựa vào một cái tham số khác nữa, đó là hệ số biến đổi. Đối với hệ số biến đổi thì nó cho biết rủi ro trên 1% của khoản sinh lời. Vậy thì theo cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ xác định ra được cái công thức tính CV của mình hay là hệ số biến đổi của mình, đó là lấy cái rủi ro chia cho cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng hay là lấy sigma chia cho cái expect. Vậy thì khi chúng ta xác định ra được CV cho từng cái chứng khoán theo công thức này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái chứng khoán nào mà nó có CV nhỏ nhất, vì rủi ro trên 1% của khoản sinh lời của chứng khoán đó là ít nhất. Vậy thì quay trở lại cái ví dụ lúc nãy, chúng ta có chứng khoán A và chứng khoán B tương ứng có tỷ suất sinh lời là 31,5%, sigma của A là 39,18%, của B là 29,5% và sigma là 33,12%. Vậy thì chúng ta xác định ra được CV của A là 1,24 và CV của B là 1,12. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn đầu tư vào chứng khoán B vì lý do là CV của nó thấp hơn. Ở đây chúng ta có 3 chứng khoán A, B và C trong một cái đồ thị như thế này. Và trục tung của chúng ta đó là tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro nằm trên trục hoành.
Thì ở đây chúng ta có là giữa chứng khoán A với chứng khoán B thì nó có cùng nó có cùng tỷ suất sinh lời với nhau, tỷ suất sinh lời kỳ vọng với nhau, nhưng mà chứng khoán A lại có rủi ro cao hơn so với chứng khoán B, cho nên là chúng ta sẽ chọn chứng khoán B để đầu tư. Giữa chứng khoán A và chứng khoán C có cùng mức rủi ro với nhau, nhưng chứng khoán C lại có lợi nhuận cao hơn so với chứng khoán A, nên chúng ta sẽ chọn chứng khoán C để đầu tư. Và giữa chứng khoán B và chứng khoán C để đưa ra được quyết định đầu tư thì chúng ta sẽ phải dựa vào hệ số biến đổi, và chứng khoán nào có hệ số biến đổi thấp hơn thì chúng ta sẽ đầu tư vào chứng khoán đó. Vấn đề kế tiếp đó là lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư. Vậy thì trước tiên để tính lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư thì chúng ta sẽ tìm hiểu là danh mục đầu tư là gì. Thì danh mục đầu tư là tập hợp của rất nhiều chứng khoán chúng ta mà một nhà đầu tư đang cùng đầu tư cùng một đang đầu tư vào cùng một thời điểm. Danh mục đầu tư là một tập hợp gồm nhiều chứng khoán khác nhau mà một nhà đầu tư vào trong cùng một thời điểm. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư thì chúng ta có là đối với những cái chứng khoán trong danh mục đầu tư này, bản thân nó đã có tỷ suất sinh lời kỳ vọng của riêng nó. Vậy thì để tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư thì chúng ta sẽ dựa vào tỷ trọng của từng chứng khoán riêng biệt trong danh mục đầu tư đó để tính ra tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư đó, dựa vào công thức như trên. Đối với độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư thì chúng ta có công thức như thế này. Và trong đó lưu ý là chúng ta có thêm hệ số tương quan giữa chứng khoán A và chứng khoán B. Ở đây chúng ta có 3 tình huống để xem xét. Một là bạn đang cân nhắc đầu tư vào hai chứng khoán A và B với RAB là -1. Vậy thì RAB mà là -1 thì có nghĩa là hai chứng khoán trong cái danh mục đầu tư của mình nó có mối tương quan nghịch hoàn toàn với nhau. Vậy thì để thấy được cái mối tương quan nghịch hoàn toàn ở đây thì chúng ta sẽ xét hai chứng khoán A và B với số liệu như sau. Đối với chứng khoán A thì chúng ta có KA là 40 trừ 10, 35 trừ 5 và 15. Xác suất của từng cái KA của chúng ta sẽ là 20% hết. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xác định ra được cái K expect của A là 15%, sigma A là 20,25%. Tương tự đối với chứng khoán B, chúng ta có số liệu hoàn toàn khác với chứng khoán A, nhưng K expect của B cũng sẽ vẫn là 15% và sigma của B cũng là 20,25%. Thì giả sử như chúng ta đầu tư vào hai chứng khoán A và B vào cùng một danh mục với tỷ lệ 50-50 thì ở đây chúng ta sẽ có được là tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán A là 50%, vào chứng khoán B là 50%. Và nếu xảy ra trường hợp thứ nhất đó là KA là 40% và KB là -10 thì lúc này chúng ta sẽ tính được K của danh mục đầu tư tương ứng với tỷ lệ đầu tư 50-50 là 15%. Nếu xảy ra trường hợp thứ hai thì KP tức là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư cũng vẫn sẽ là 15%, và tương tự cho 3 trường hợp còn lại. Vậy thì với 5 cái giá trị 15% này thì chúng ta sẽ xác định ra được là sigma của danh mục đầu tư sẽ là 0. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta vẽ những cái giá trị của KA và KB lên cái đồ thị thì chúng ta sẽ có được là đồ thị này là đồ thị của chứng khoán A, đồ thị chính giữa này là đồ thị dành cho chứng khoán B, và cuối cùng đó là dành cho danh mục đầu tư gồm 50% số vốn vào A và 50% số vốn vào B. Thì đối với cái chứng khoán A thì chúng ta có lần lượt là 5 cái giá trị 40 trừ 10, 35 trừ 5 và 15. Tương tự đối với chứng khoán B. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái đường gạch đứt này chính là cái K expect của A và cũng chính là K expect của B và danh mục đầu tư. Ở đây chúng ta thấy là đối với trường hợp thứ nhất thì cái chứng khoán A nó có tỷ suất sinh lời là 40, tức là nó tăng so với cái đường gạch đứt này một khoảng là 25%.
Tương tự ở trường hợp thứ nhất ở chứng khoán B thì chúng ta cũng thấy là cái giá trị trừ 10 của chứng khoán B nó trên so với đường gạch đứt cũng vẫn là 25%, nhưng mà nó giảm so với đường gạch đứt. Trong khi đó đối với chứng khoán A thì lại tăng so với đường gạch đứt. Tương tự cho các trường hợp còn lại. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là đối với chứng khoán A và chứng khoán B, cứ hễ A tăng lên bao nhiêu thì B giảm xuống bấy nhiêu so với đường gạch đứt K-expect này. Vậy thì ở đây chúng ta xác định ra được là chứng khoán A và chứng khoán B nó có mối tương quan nghịch hoàn toàn với nhau. Khi chúng ta ráp hai cái chứng khoán này vào trong cùng một danh mục thì chúng ta sẽ có năm giá trị 15% nằm trùng với đường gạch đứt K-expect của danh mục đầu tư. Và khi mà giá trị thực tế của chúng ta là đường màu đỏ này cùng với đường kỳ vọng của chúng ta là đường gạch đứt mà nó trùng nhau như thế này, có nghĩa là không hề có sự khác biệt giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng. Và vì vậy cho nên là rủi ro của chúng ta đã được giảm thiểu một cách hoàn toàn. Và tình huống thứ hai thì RMN, hai chứng khoán này có mối tương quan thuận hoàn toàn với nhau, thể hiện qua R bằng cộng 1. Vậy thì M của chúng ta có giá trị KM là trừ 10, 40, trừ 5, 35 và 15. Vậy chúng ta xác định ra được K-expect của M là 15%, sigma của M là 20,25%. Đối với N cũng tương tự như vậy. Vậy thì khi chúng ta vẽ ra cái đồ thị dành cho M và N thì chúng ta sẽ có hai cái đồ thị giống, hoàn toàn giống nhau. Và cái đường gạch đứt cũng vẫn chính là cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng của hai chứng khoán này. Vậy thì khi chúng ta ráp hai chứng khoán này vào trong cùng một danh mục thì chúng ta sẽ có được là trường hợp thứ nhất là 50% vào M, 50% vào N. Với M là trừ 10 và N cũng là trừ 10. Vậy thì K của danh mục đầu tư sẽ là trừ 10 ở trường hợp thứ nhất. Tương tự cho các trường hợp còn lại. Vậy thì khi chúng ta tính ra được cái sigma của cái danh mục đầu tư này, chúng ta sẽ vẫn ra là 20,25%. Nếu chúng ta vẽ cái giá trị của K, KPI lên trên cái đồ thị này thì chúng ta sẽ có một đồ thị giống với đồ thị của KM và KN. Vậy thì khi chúng ta ráp hai cái chứng khoán mà nó có mối tương quan thuận hoàn toàn vào trong cùng một danh mục thì cái danh mục đầu tư của chúng ta sẽ có tỷ suất sinh lời kỳ vọng bằng với tỷ suất sinh lời của hai cái chứng khoán trong danh mục đó, và cái độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư sẽ bằng với độ lệch chuẩn của hai chứng khoán trong danh mục đầu tư đó. Vấn đề kế tiếp đó là về đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thì đối với sự kết hợp giữa chứng khoán có mối tương quan ngược chiều hoàn toàn thì sẽ giảm thiểu được rủi ro của danh mục đầu tư. Tuy nhiên là ở đây rủi ro mà chúng ta giảm thiểu được hoàn toàn chỉ là rủi ro phi hệ thống. Nhưng khi chúng ta đầu tư vào một danh mục nào đó thì chúng ta vẫn còn một phần rủi ro mà chúng ta không thể kiểm soát được, đó là rủi ro hệ thống. Vậy thì ở đây chúng ta có hai vấn đề, đó là rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Ở đây có một ví dụ, đó là nếu bạn đang xem xét đầu tư vào một đảo quốc, ở đó có hai mùa mưa và nắng và có hai công ty đang hoạt động. Công ty A là chuyên sản xuất và kinh doanh áo mưa và công ty B là chuyên sản xuất và kinh doanh kem chống nắng. Hệ số tương quan lợi nhuận của hai công ty này là RAB là trừ 1 vì 6 tháng mùa nắng, công ty B thu được lợi nhuận cao trong khi công ty A thì không có lợi nhuận. Và ngược lại, 6 tháng mùa mưa thì công ty A thu được lợi nhuận cao, trong khi đó thì công ty B lại không có lợi nhuận. Là một nhà đầu tư khôn ngoan thì thay vì dồn toàn bộ vốn đầu tư vào một trong hai công ty thì bạn nên là đầu tư vào một danh mục gồm 50% cổ phiếu của công ty A và 50% cổ phiếu vào công ty B. Thì như vậy quanh năm thì mùa mưa hay nắng thì bạn đều có cơ hội kiếm được lợi nhuận từ danh mục đầu tư này. Ở đây rủi ro của danh mục đầu tư bao gồm hai loại, đó là rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Thì rủi ro hệ thống là rủi ro biến động lợi nhuận giữa chứng khoán hay của danh mục đầu tư do sự thay đổi của lợi nhuận trên thị trường gây ra bởi các yếu tố như là tình hình kinh tế, cải tổ chính sách thuế, thay đổi tình hình năng lượng thế giới. Nó chính là phần rủi ro chung cho tất cả các loại chứng khoán và không thể giảm thiểu được bằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Loại rủi ro này thì thường được đo lường bằng hệ số beta
Ví dụ như là giá dầu tăng làm chi phí sản xuất tăng khiến lợi nhuận của công ty bị giảm, hầu hết các công ty đều chịu ảnh hưởng, nên đó chính là rủi ro hệ thống. Còn rủi ro phi hệ thống là rủi ro xảy ra với một công ty hay một ngành kinh doanh nào đó, nó độc lập với các yếu tố như tình hình kinh tế, chính trị hay những yếu tố mang tính chất hệ thống có ảnh hưởng đến toàn bộ các chứng khoán có trên thị trường. Ví dụ như là ban quản lý của một công ty đưa ra quyết định sai lầm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty đó nhưng mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty khác, đó chính là rủi ro phi hệ thống. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là tổng rủi ro của chúng ta bằng rủi ro hệ thống cộng với rủi ro phi hệ thống. Và rủi ro phi hệ thống có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong khi đó thì rủi ro hệ thống thì không thể giảm thiểu được bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư nếu như có khoảng hơn 40 chứng khoán khác nhau thì sẽ giúp giảm rủi ro phi hệ thống. Chỉ còn lại là rủi ro hệ thống cho danh mục đầu tư đó mà thôi. Đối với cái đồ thị này thì nó mô tả rủi ro hệ thống và phi hệ thống của một danh mục đầu tư. Thì khi chúng ta càng tăng cái số lượng chứng khoán trong danh mục thì cái độ lệch chuẩn của danh mục sẽ càng ngày càng giảm, hay nói cách khác là rủi ro của danh mục sẽ giảm, nhưng nó chỉ giảm đến đường gạch đứt ở đây. Thì cái phần còn lại của chúng ta nó chính là cái rủi ro hệ thống và cái phần rủi ro mà chúng ta đã giảm thiểu được nhờ tăng số lượng chứng khoán trong danh mục, đó là rủi ro phi hệ thống. Phần cuối cùng đó là về mô hình định giá tài sản vốn. Thì mô hình định giá tài sản vốn là mô hình mô tả mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Thì trong mô hình này thì lợi nhuận kỳ vọng bằng lợi nhuận phi rủi ro cộng với một khoản bù đắp rủi ro dựa trên cơ sở rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó. Rủi ro phi hệ thống không được xem xét trong mô hình này vì nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hóa để loại bỏ loại rủi ro này. Danh mục đầu tư thị trường được lựa chọn tùy theo từng loại thị trường. Ví dụ như ở Mỹ thì người ta chọn S&P 500 Index làm danh mục đầu tư thị trường. Ở Canada thì là Toronto Stock Exchange 300 Index, hay là còn gọi là TSE 300. Và ở Việt Nam là VN Index. Thì những cái giả định của mô hình CAPM đó là thị trường vốn là thị trường hiệu quả và hoàn hảo. Nhà đầu tư được cung cấp thông tin đầy đủ và chi phí giao dịch không đáng kể. Không có những hạn chế đầu tư, không có nhà đầu tư nào đủ lớn để ảnh hưởng đến giá của một loại chứng khoán nào đó. Và nhà đầu tư kỳ vọng nắm giữ chứng khoán trong thời kỳ là 1 năm và có hai cơ hội đầu tư là đầu tư vào chứng khoán phi rủi ro và đầu tư vào danh mục cổ phiếu thường trên thị trường. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái hệ số gọi là hệ số beta, được định nghĩa như là hệ số đo lường mức độ biến động lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt so với mức độ biến động của lợi nhuận danh mục đầu tư thị trường. Hay nói cách khác là hệ số beta là hệ số đo lường rủi ro của chứng khoán. Vậy thì nếu như beta mà có giá trị bằng 1 thì khi nền kinh tế tốt hay xấu thì tốc độ tăng giảm lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt bằng với tốc độ tăng giảm của lợi nhuận thị trường. Nếu như beta bằng 0,5, lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt biến động một nửa lần mức biến động lợi nhuận thị trường. Khi nền kinh tế tốt thì lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt tăng chậm hơn lợi nhuận thị trường, nhưng khi nền kinh tế xấu thì lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt giảm chậm hơn lợi nhuận thị trường. Nếu như beta bằng 2, lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt biến động gấp 2 lần so với lợi nhuận thị trường, nghĩa là khi nền kinh tế tốt thì lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt tăng nhanh hơn lợi nhuận thị trường gấp 2 lần, nhưng khi nền kinh tế xấu thì lợi nhuận cổ phiếu riêng biệt giảm nhanh hơn lợi nhuận thị trường gấp 2 lần. Thì đối với mô hình CIBM, nhà đầu tư vốn là người ngại rủi ro, vì vậy khi ra quyết định đầu tư họ luôn cân nhắc sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Gọi J là tài sản nhà đầu tư xem xét đầu tư và RJ là tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng khi nhà đầu tư quyết định đầu tư vào tài sản J. Quá trình cân nhắc và quyết định đầu tư có thể mô tả như sau. Nếu đầu tư vào tài sản phi rủi ro, tức là tài sản đầu tư J chính là tín phiếu kho bạc, thì nhà đầu tư kỳ vọng thu được tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro là RF. Khi ấy, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư là RJ bằng RF. Thế nhưng đầu tư vào tài sản phi rủi ro có lợi nhuận thấp, do đó muốn nâng cao tỷ suất lợi nhuận thì nhà đầu tư phải xem xét đầu tư vào tài sản rủi ro hơn là so với tài sản phi rủi ro. Nếu chọn đầu tư vào danh mục đầu tư thị trường,
thì nhà đầu tư kỳ vọng thu được tỷ suất lợi nhuận chính là tỷ suất lợi nhuận đầu tư của danh mục đầu tư thị trường là RM. RM chắc chắn phải lớn hơn RF vì danh mục đầu tư thị trường rủi ro hơn là tính phiếu kho bạc. Chênh lệch giữa RM và RF chính là cái đoạn này, được xem như là phần bù rủi ro để nhà đầu tư chấp nhận đầu tư vào danh mục thị trường thay vì đầu tư vào tài sản phi rủi ro. Do vậy, nếu đầu tư vào danh mục đầu tư thị trường thì tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư sẽ là RJ bằng RF cộng RM trừ RF. Danh mục đầu tư thị trường như đã nói phần trước là danh mục đầu tư đại diện cho toàn bộ cơ hội đầu tư trên thị trường vốn. Một danh mục như vậy thì nó chỉ là danh mục lý thuyết. Trên thực tế là nhà đầu tư không thể đầu tư vào danh mục thị trường mà đầu tư vào một tài sản hay là một danh mục tài sản cụ thể nào đó mà thôi. Tài sản này có thể có rủi ro thấp hơn bằng hoặc là cao hơn rủi ro của danh mục đầu tư thị trường. Quan hệ giữa rủi ro và tài sản của quan hệ giữa rủi ro của tài sản đó với rủi ro của danh mục đầu tư thị trường được đo lường bởi hệ số beta. Do đó, nếu J là tài sản cá biệt nào đó thì khi đầu tư vào tài sản này thì nhà đầu tư kỳ vọng thu được tỷ suất lợi nhuận là RJ bằng RF cộng RM trừ RF nhân beta J. Đây chính là mô hình định giá tài sản vốn. Ta có một cái ví dụ về mô hình định giá tài sản vốn, đó là giá trị cổ phiếu A và Z có hệ số beta lần lượt là 1,5 và 0,7. Thì lợi nhuận phi rủi ro của chúng ta là 7%, trong khi lợi nhuận của danh mục đầu tư thị trường là 13,4%. Thì đối với nhà đầu tư thì khi mà chúng ta đầu tư vào một cái danh mục mà có tỷ trọng bằng nhau thì lúc này chúng ta sẽ có cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục là bao nhiêu. Thì áp dụng cái công thức của mô hình CBM thì chúng ta sẽ đi xác định cái tỷ suất sinh lời kỳ vọng cho từng cổ phiếu A và B trước, và sau đó chúng ta sẽ xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng cho danh mục đầu tư. Ở đây chúng ta xác định RA theo công thức của mô hình CBM sẽ ra được là 16,6% và của B là 11,48%. Và khi đó thì chúng ta có là cái WA và WB là 50%, cho nên là chúng ta sẽ có được là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư là 14,04%. Nhưng mà chúng ta còn có một cái công thức khác để xác định beta của danh mục đầu tư bằng công thức là WA nhân cho beta A cộng WB nhân beta B. Vậy thì ở đây chúng ta có WA, WB lần lượt là 0,5 và 0,5. Beta của A là 1,5 và beta của B là 0,7. Thì ở đây beta của danh mục đầu tư sẽ ra được là 1,1. Và sử dụng mô hình CABM thì chúng ta sẽ xác định được cái lợi nhuận của lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là 14,04% như chúng ta xác định ở cách thứ nhất lúc nãy.